tên là gì ạ? Tên là cô ở đâu? Cô về đây chơi, dạ, thì cô cũng vào quán của cháu ăn, dạ. Nói chung là quán của cháu thì nói chung là ăn ngon, dạ. Và nói chung vệ sinh sạch sẽ, ăn ngon và đạo đức khách. Dạ vâng. Cô ăn quán cháu từ bao nhiêu lâu rồi ạ? Cô ăn quán của cháu cũng lâu rồi đấy, dạ. Tức là lần nào về là cô ăn, không phải lần nào là cô ăn hẳn đấy, dạ, vâng. Khoảng 150 năm. Cô ăn cô có cảm nhận món ăn nó ngon không? Nói chung là thịt gà thì là ngon, ngọt gà hấp rất là ngọt, món ăn là ngon, chả tươi chả nhức là cũng sạch sẽ và ngon. Giá cả thế nào? Giá cả nói chung là hợp lý ạ, thế là rẻ và nhiều đấy, cũng một suất thế là nhiều. Thế nào mà cô Yên mua quán cháu mà cô vào trong mạng hay là do người quen giới thiệu như nào? Nói chung là cô cứ về dưới này chơi bạn bè hoặc là khách nữa, cô về dưới quê của các bạn này là cô sẽ vào đây. Dạ. Cứ vào đây ăn nó quen rồi. Ăn quen cứ về đến đây là ăn ở đây, chứ không ăn ở đâu nữa. Dạ. Thì cháu cảm ơn cô, mong rằng là cứ lần nào về đây luôn, cô sẽ em ơi, vào anh cô, sao quán của cháu. Cô cứ về hôm nay là cô cứ chọn vào cái quán của cháu này, vừa đông người ăn này, dạ. Và món ăn ngon, dạ, và vệ sinh sạch sẽ. Có không? Mặt hàng cháu cảm ơn cô, cô sức khỏe. Chào cháu. Dạ. Cô về.